Chào các bạn, rất vui hôm nay Hòa Trầm Hoa Guitar chúng tôi vẫn có điều kiện ở lại Triển lãm Ninh Bình. Hôm nay là sáng sớm ngày 22 tháng 4 năm 2024. Chúng tôi ở đây là có cái gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm trầm hương, đá cảnh, đá phong thủy ở bên hông phải của nhà bạc ban tổ chức. Cái khu mà có các cái bộ bàn ghế đá serpentine, các cái khối đá calcite và các cái khối trầm cảnh, cũng như các hàng sâu đốt của trầm. Nếu các bạn có điều kiện tới triển lãm thì mời các bạn qua cho chúng tôi nhé, uống trà thưởng trầm miễn phí và trao đổi đàm đạo về các vấn đề trong cây cảnh nghệ thuật. Thì triển lãm Ninh Bình đến ngày hôm nay là sắp sửa đến ngày cuối rồi. Rất thành công, về cơ bản là rất thành công. Khách khứa đông, công tác tổ chức của bên ban tổ chức rất chu đáo, rồi bài trí cây đẹp, có nhiều cây tên tuổi được mang tới, nhiều chủng loại cây, rồi nhiều dáng thế, nhiều trường phái cây mang đến, và độ tuổi cây cũng rất đa dạng. Ở trong khu trưng bày những cây hoàn thiện, khu VIP này, thì tôi ước lượng số lượng chắc rơi vào độ khoảng tầm chắc phải tầm 600-700 cây, cũng khá nhiều. Thì phần lớn là lối cây mới, lối cây đương đại, và một số cây là lối cổ, cây cổ và cây cổ thụ. Thế thì là tôi xem khá là nhiều đấy. Nếu mà nói về review cây với lại nói về người mà làm nội dung ở triển lãm này, thì tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ là cái người làm nhiều nhất. Bởi vì tính đến bây giờ cái số lượng clip của tôi chắc là rơi vào độ khoảng tầm phải tổng khoảng 70 clip đấy, tất cả các chủ đề. Và tôi nghĩ là còn hôm nay với ngày mai thì chắc cũng thêm được một ít nữa. Thế thì tôi nếu mà nói về trừ mỗi cái khu phô nhá, khu phô thì nói thật là tôi chỉ đi lướt, tôi không quay và tôi cũng không làm nội dung gì. Tôi chỉ đứng đấy làm đâu được khoảng 2-3 phút để lấy cái tư liệu quay cho cái chủ đề về các cái gọi là cái cách trồng cây thôi. Đấy. Thì cũng nói chung là khu phô tôi không để ý. Không phải là tôi không quan tâm khu phôi, mà nói thật là khu phôi nó không có cái để tôi minh họa cho cái các chủ đề mà tôi nói. Đấy. Nếu mà chủ đề mà nói liên quan phôi mới ra khu phôi, đúng không? Thế là tôi đi tôi xem tất cả các cây. Và nếu mà nói về cái số lượng cây ở đây mà cái tên mà có cái chữ cổ thì tôi thấy là cái số lượng cũng khá khá đấy. Chắc cũng phải rơi vào khoảng tầm 40-50 cây có tên chữ cổ. Thế thì là tôi mới tản mạn tôi làm cái chủ đề. Chủ đề này tôi đặt tên là cây cổ thụ, cây cổ lối mới, cây cổ chuẩn và cây mới làm theo lối cổ, và cây non làm theo lối cổ. Nó có mấy cái mà nó liên quan đến cái cổ mà tôi thấy là anh em đặt tên nó hoặc là giới thiệu ấy, nó cứ lung tung beng lên. Nó lung tung beng và đến mức mà nhiều cây lon chuẩn chuẹt cũng bảo là cây cổ. Đấy, xong rồi nhiều cây là làm theo lối mới cũng là nó giới thiệu là làm cây theo lối cổ. Rồi nhìn cái cây nó chả liên quan gì. Đấy, xong cũng đặt tên liên quan đến cái cổ. À, thế mới lạ. Thế tôi thấy là các bạn đang lạm dụng cái cổ. Cổ đó phải chuẩn cổ chứ, nếu mà cổ mà không chuẩn cổ thì khó, đúng không? Người nghe, người nhìn, người ta nhìn ngay người ta biết ngay chứ, người ta có phải là người ta không biết đâu, đúng không? Mà giả sử người ta có không biết thì người ta cũng hỏi người khác, thế cuối cùng nó thành rất buồn cười.
cái series mà tôi làm về các cái dáng thế cổ cây ảnh nghệ thuật ấy, thì thực tế là hầu như không có view mấy, view ít cực kỳ luôn. Thế từ đấy tôi mới kết luận ra là nói chung là các bạn phần lớn là bị gọi là lạm bản, rồi lạm ngôn, rồi gọi là nói cho nó sướng miệng, hoặc là nói theo trào lưu. Ví dụ trào lưu cây cổ đợt này đang lên ngôi đúng không, giao dịch cây cổ đang tốt đúng không, giá đang được cao đúng không, nên các bạn cứ cứ, cứ nhét cứ cố nhét cái cổ vào như thế rất buồn cười. Như thế nhá, tôi thấy là các bạn, nhất là các bác chủ cây, các bác chủ cây giới thiệu cây của mình với lại đặt tên cây của mình đang coi thường khán giả, đang coi thường người xem và đang coi thường khách hàng của mình. Các bạn nghĩ người ta gà đúng không? Các bạn nghĩ người ta gà mà các bạn lại đặt tên một cái kiểu như vậy đúng không? Hay là các bạn giới thiệu cây như vậy, cây lon tròn choẹt, cây vừa mới bánh tẻ hoặc là vừa qua bánh tẻ một tí mà các bạn giới thiệu cây cổ đúng không? Cây chả có cái dáng thế gì mà các bạn lại bảo là cây theo theo thế kỷ cổ với lối cổ. Các bạn có thấy nó vô lý không? Thế như thế là các bạn coi thường người ngắm cây, người yêu cây, mới lại coi thường cái khách hàng tương lai của các bạn đúng không? Ví dụ cây của bạn không phải cây cổ, bạn giới thiệu cây cổ thì mà nếu giả sử như mà khách hàng người ta là người thằng hiểu biết, chả bao giờ người ta thèm làm việc luôn, có khi người ta nói chuyện câu trước câu sau người ta đã lảng đi né. Thế vậy là sai, cái sai sai trầm trọng. Cái sai trầm trọng nó chính là do cái chỗ này này, nó chính là do cái chỗ mà các bạn có cái nền tảng về kiến thức đâu, nền tảng kiến thức không tốt, không chuẩn. Thế đâm ra là các bạn chỉ nói theo, gọi giống như kiểu bọn trẻ con đi học nói leo ấy, nó leo theo các bạn, nói leo theo cô giáo ấy. Nghe người ta nói là xong mình nói tiếp nhưng mà nói không hiểu cái gì. Thế thì tôi trong cái chủ đề này tôi muốn nói về một cái khá là tế nhị. Thế nhưng mà tôi nghĩ là từ cái này các bạn sẽ phân tích ra và các bạn sẽ hiểu nó rõ ràng hơn. Thứ nhất nhá, là bây giờ các bạn phải phân biệt là cây cổ thụ là gì. Ở đây là có nhiều nhiều cây cổ thụ chứ không phải là cây cảnh đâu. Cây cổ thụ các bạn hiểu nhỉ, cây cổ thụ nó là một cái cây trong tự nhiên nhiều năm, sống nhiều năm, ít nhất là trên 50 năm thì được gọi là cây cổ thụ. Và cây cảnh là cây cảnh nghệ thuật ấy, hay là cây bonsai ấy, nó là cây và cây được trồng trên chậu và được làm giống như cây cổ thụ thu nhỏ đúng không? Đấy, thế thì bây giờ các bạn phải hiểu như này, cái từ cây cảnh nghệ thuật ấy, nó còn kinh hơn là từ bonsai. Bonsai chỉ chính là cây cảnh à, cây cổ thụ thu nhỏ đúng không, mà được trồng trên chậu. Thế còn cây cảnh nghệ thuật ấy, nó là cây cổ thụ được thu nhỏ trồng trên chậu, thế nhưng mà nó còn có dáng thế và có trong đó là nó bao gồm với ý tưởng nhân văn đúng không? Nói chung là nó phức tạp hơn, bởi vì dân mình, dân Việt mình dân châu Á mà, thế đâm ra là nói thẳng là theo Nho giáo nhiều, mà Nho Nho thì là người ta thâm thúy đúng không? Thế thì trong cái cây cảnh nghệ thuật ấy, là nếu mà những cây mà làm chuẩn chỉ nhá, mà theo cái lối của các cụ ngày xưa ấy, là mỗi một cái dáng thế nó đều có cái ý nghĩa nhân văn. Đấy là ý nghĩa của hay của cây cảnh nghệ thuật, mà hơn cái bonsai đó là chú ý. Còn bonsai nó chỉ đơn thuần là nó diễn cái cây ngoài tự nhiên, nó thu nhỏ lại xong nó trồng trên chậu rồi đúng không? Thế thì cái cây mà được trồng trên chậu mà cái tuổi chậu từ 50 năm trở lên thì được gọi là cây cổ. Đấy, các bạn phải phân biệt như thế nhá. Thế thì từ hai cái mà căn cứ vào tuổi đấy, là nếu giả sử như mà cái cây mà trên 50 tuổi mà cái tuổi chậu ít hơn 50 năm,
không thể được gọi là cây cổ được, đúng không? Nó là cái cây cổ thụ ngoài tự nhiên. Thế xong rồi là các bác cắt một phần cái thân hoặc cái cành hoặc cái là cái tay hoặc cái chi hay bất kỳ cái gì của cây, các bác mang lên chậu các bác trồng. Thế xong các bác hoàn thiện, các bác hoàn thiện được dưới 50 năm trên chậu không bao giờ được gọi là cây cổ. Cây chỉ được gọi là cây già, có nghĩa là có cái thân già, đúng không? Cây gọi là cây cổ thụ được nếu mà làm theo cái dáng mà giống như cây cổ thụ thu nhỏ thì được gọi là cây, có thể gọi là cây già, đúng không? Thế thì như thế là các bạn sẽ phân biệt loại được một số lượng rất lớn các cái cây mà tuổi cao nhưng mà tuổi chậu thấp, thì đấy gọi là cây già, không thể gọi là cây cổ được, đúng không? Cổ là phải có tuổi chậu là trên 50 năm mới gọi là cây cổ. Thế là đến đây là các bạn đã phân biệt được một số rồi, đúng không? Tiếp, bây tôi nói cái ý thứ hai là cây cảnh nghệ thuật theo lối cổ. Theo lối cổ nghĩa là sao? Tôi nghiên cứu các cái dáng thế cái cảnh nghệ thuật ấy, tôi nghiên cứu khá là nhiều. Thế thì đêm qua thì tôi phải nghiên cứu tiếp để sáng nay làm nội dung cho cái vấn đề chủ đề đang nói này. Thế thì là tôi đọc là cái lịch sử của cây cảnh nghệ thuật ấy, là có từ khoảng năm 1121. Năm 1121 mà năm nay là năm 2024. Thế thì vậy các bạn tính ra cho tôi là bao năm, đúng không? Vậy lịch sử rất chi là lâu đời. Thế nhưng mà trải dài hết cả một cái giai đoạn phong kiến. Phong kiến Việt Nam là đến khi mà chấm dứt là cái mạng tháng 8 năm 1945, đúng không? Vua Bảo Đại thoái vị và gọi là nước Việt Nam thành lập. Hồ Chủ tịch là người đứng đầu, đúng không? Thì lúc đó ấy, thì bắt đầu là cái quan điểm về cây nghệ thuật mới thay đổi. Còn trước năm 45 ấy, là cây nghệ thuật không thay đổi. Tức là từ năm 1121 đến năm 1945 là thời phong kiến, thì các cái quan điểm, các cái dáng thế về cây cảnh nghệ thuật không thay đổi. Và cứ đời sau dập khuôn máy móc y như đời trước, thời phong kiến mà. Đó. Thế thì bây giờ nhá, thế vậy là sẽ phân ra thời kỳ này, trước năm 45 và sau năm 45, đúng không? Trước năm 45 là thời kỳ phong kiến, thì những cái gì mà đã gọi là chuẩn trị của đời các cụ ông cha thì đời con cháu cứ theo theo, cấm có mà cãi. Và các bạn biết là vì như thế thì nó làm cho cái sự phát triển của cây cảnh nghệ thuật nó mới chững. Có nghĩa là từ năm 1121 đến năm 1945 thì bắt đầu từ cái năm 1121 là cái cụ mà nghĩ ra các cái dáng thế của cây cảnh nghệ thuật ấy, có tổng là khoảng mấy chục dáng thế đấy, thì cứ thế mà diễn, không có thay đổi cái gì. Và các bạn biết là như thế là cây theo lối cổ, nghĩa là nhỉ? Cây theo lối cổ là cây theo các dáng thế chuẩn của cây cảnh nghệ thuật đã được quy định và cứ thế mà theo. Đấy là cái nhất. Thì các cái dáng thế như nào thì các bạn có thể tra lại về tôi làm các cái chủ đề về dáng thế, đúng không? Trực quân tử, rồi trực trượng phu, rồi thế mẫu tử, thế phụ tử, thế tiểu phu quải tử, rồi thế chữ vương chữ đường, vân 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 vân. Thế thì có một cái đặc điểm ở cái giai đoạn như này, phần lớn các cây, nhất là phần lớn các cây là cây dáng trực. Đấy, các bạn phải đi nhá, phần lớn các cây dáng trực này là một. Cái thứ hai là các cái dáng thế của cây là bị có niêm luật rất chặt, và cái dáng thế nào thì cây phải làm y như thế. Có nghĩa là nhá, ví dụ sử như cây này, cây này là dạng là cây
cây cây cha con đúng không, cây phụ tử đúng không? Thế thì cứ thế phụ tử mà theo thôi. Thực ra cái cây này là cây mẫu tử mới đúng hơn. Cái phụ tử nó phải cây như bên này. Đấy. Bởi vì tại sao? Cái cây phụ là phải là cây trực thẳng. Thế còn là cây mẫu ấy, thì là cái cây mà dáng sẽ hơi hơi cong đi. Thế nhưng mà về cơ bản vẫn phải là dáng trực. Tức là cái giai đoạn mà cây làm cây cổ ấy và cây dáng cổ mà trước như năm 1945 ấy thì phần lớn là cây dáng trực rất được ưu tiên, bởi vì là thể hiện người đàn ông mà. Cái giai đoạn mà phong kiến thì trọng nam khinh nữ, thứ một, thứ hai nữa là người ta đề cao cái người quân tử. Thế đâm ra cứ phải là cây trực. Đấy. Nên các bạn phải để ý là cái dáng thế của những cây gọi là cây dáng cổ ấy, trước năm 1945 ấy, phần lớn sẽ là cây trực và tuân theo các cái dáng chuẩn nhá. Mấy cái thứ ba này là các cái tay cành thì sẽ là gọi là các tay cành bông tán sẽ là rậm rạp và bao giờ cái bùng bông cũng gồ lên, vồng lên. Đấy, bao giờ cũng vồng lên ở tất cả các bông. Quả phúc thì hiển nhiên là to vồng thì hiển nhiên rồi, đến bây giờ thì vẫn cứ làm quả phúc như vậy đúng không? Thế nhưng mà nhá, ở các cái vùng bông ấy, thì cũng đều là các cái bông nó phải gồ lên chứ không có bông phẳng nhá. Đấy, ví dụ như bông phẳng như này là không có đây. Đây. Đấy, bông phẳng như này là không đúng theo cái lối cổ và các cái thế cổ. Đấy. Thế thì từ những cái đặc điểm như thế thì các bạn phải biết là cái cây cổ thực sự mà theo chuẩn cổ của cây cảnh nghệ thuật nhá, thì các bạn khi bạn nhìn cây các bạn phải có những đặc điểm. Một là tính cái độ tuổi bét gem phải trước năm 1945 hoặc là cùng lắm nếu mà làm sau năm 45 mà làm theo chuẩn lối cổ thì ít nhất là phải xem nào, năm nay là năm 24 đúng không, 2024, thế thì các bạn trừ cho tôi 50 năm thì ít nhất là năm 74 đúng không? Làm trước năm 74. Có nghĩa là trước năm 74 làm là cây phải nuôi trên chậu rồi. Và làm chuẩn theo lối cây cổ, có nghĩa là cây gọi là chuẩn các cái dáng thế cổ của cây ngành nghệ thuật ấy. Thì như thế thì gọi là cây cổ. Đúng không? Đấy, thế các bạn phải hiểu như thế. Có nghĩa là căn cứ nhá, vừa căn cứ vào độ tuổi này, tuổi chậu này, vừa căn cứ vào cái dáng thế của cây và cái lối làm bông tàn. Và trên cây nhá, nó phải không có những cái điểm thể hiện là lối mới hoặc là những cái tác động của những cái mới về sau. Thì như thế mới gọi là cây chuẩn cổ. Thế thì hôm trước tôi có cái bài phân tích mà về cái vấn đề là cây Covid với lại cây đi dây nhôm ấy. Thì tôi cáo với các bạn là trước năm 1974 ấy, thì cái giai đoạn đến nước mình nghèo lắm đúng không? Dây nhôm, dây đồng không có đúng không? Thế các bạn đừng để cái vết của dây nhôm, dây đồng đúng không? Dao kéo thì chắc chắn có đúng không? Các cụ ngày xưa vẫn phải cắt giật chứ. Vẫn phải cắt chứ đúng không? Phải cắt bông chứ. Cắt kéo, cắt bằng kéo, cắt bằng dao đúng không? Vết dao kéo thì ok, nhưng mà ví dụ như vết uốn mà bằng dây nhôm, dây đồng thì các bạn phải giấu được đi. Thế thì như thế nhá, nó sẽ phải tổ hợp rất nhiều thứ thì mới gọi là được một cây cổ. Bây giờ tôi tổ hợp lại này. Một, gọi là cây chuẩn cổ nhá, chuẩn theo lối cổ đấy. Mà các bạn muốn cái cây của bạn là theo lối cổ, một là tuổi chậu trên 50 năm này, hai là dáng thế, chuẩn dáng thế cổ, ba là bông tàn phải là dạng mỗi một tay ấy, nó sẽ là một bông và bông tán nó phải tròn lên đúng không, dáng tròn lên, còn tùy theo cái từng dáng thế thì cái bông nó nhào nó sẽ theo đúng không. Và một cái điểm nữa là không để các cái vết của những cái gì mà gọi là sau năm 74, năm 75 mà còn ở trên ý.
thì đấy nó sẽ là một cây gọi là chuẩn được cổ luôn. Thế còn tất nhiên về cái tuổi cây ấy, thì cái việc mà cây của bạn trên chậu có 60-70 năm hay 100 năm thì nhiều khi là cũng không thể phân biệt được rõ, đúng không? Cái ý thì lại dựa vào cái lai lịch, cái gọi là cái nguồn gốc của cây, thì cái ý thì có thể là nhiều khi là người ta có thể là thêu dệt cái câu chuyện được. Nhưng mà những cái gì mà nó là hiện thực ấy, thì chả bao giờ là có thể giấu được. Đấy, ví dụ sử như là đây các bạn nhìn như tác phẩm này nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Ví dụ sử đây nếu mà bảo đây là cái cổ, cổ thực sự ấy, thì bây giờ nhá, tôi phân tích này. Nếu tôi phân tích nhé, đây là cây của nhà vườn Thông Mơ. Thì tất nhiên là tôi phân tích cái này là không phải để tôi chê cây, mà tôi phân tích cái này ấy, là để cho các bạn mà khi mà các chủ vườn ấy, mà sở hữu những cây mà muốn là chuẩn cây cổ của cụ ấy, thì các nhà vườn phải để ý. Chứ nếu không thì khi mà ví dụ sử như là các bạn chuẩn chỉ hết thì không bị ai bắt bẻ, đúng không? Thì giá trị nó cực kỳ cao. Thế nhưng mà nếu giả sử nhá, nó chỉ có một cái vết nhỏ thôi, thì tự nhiên nó sẽ làm cho là cái giá trị nó lại bị, nó không được gọi là gì, nó không nguyên bản ấy. Đấy, ý là câu chuyện là vậy. Thế ví dụ nhá, giả sử như là cái tác phẩm này tôi phân tích, thì cái này tôi phân tích thì nếu giả sử như nhà vườn Thông Mơ mà tự ái thì tôi cũng xin lỗi nhá. Tại vì ở đây là nếu mà nói cây cổ thì chỉ đúng là mỗi cái có cây của nhà vườn để minh họa thôi. Còn nếu mà không thích thì có thể là gọi điện trực tiếp thì tôi sẽ xóa cái clip này đi để nó đỡ ảnh hưởng. Thế nhưng mà cái này nó là cái mà để tôi không phải là cái bới móc, mà cái này là cái mà tôi muốn đưa ra mà để mọi người cùng bàn luận, và để ví dụ sử nghe nhà vườn mà cảm thấy đúng ấy, thì có thể là chỉnh sửa một số cái nhỏ nhỏ trên cây để nó tốt nhất, thì như thế sẽ hoàn hảo 100%. Ok, thế bây giờ nha, thứ nhất tôi phân tích nha. Bây giờ ví dụ sử nhìn một cái tác phẩm này, các bạn nhìn thì các bạn phần lớn là tôi nghĩ là phải những các bạn biết cây đến 90-mấy% các bạn sẽ kết luận đây là một cây cổ theo lối cổ chuẩn, đúng không? Ok, thế bây giờ tôi bắt đầu tôi phân tích nhé. Một là bây giờ nếu mà các bạn nhìn về ước lượng tuổi cây với tuổi chậu, đây các bạn nhìn đi, cái rễ nó tròn, nó bệt và nó to nhỉ. Thế thì các bạn kết luận gì? Kết luận là ngày xưa là cây này sẽ được trồng trong chậu tròn, đúng không? Trồng trong chậu tròn thì cái rễ nó mới tròn kiểu này, đúng không? Chứ còn nếu mà trồng trong chậu vuông thì rễ nó không bao giờ tròn được kiểu này. Ok, một. Thứ hai, rễ nó già như này mà nó to nhỉ. Thế thì vậy là sẽ phải rất nhiều năm mới được nhảy, đúng không? Thế vậy là cái câu chuyện mà cây này mà ở trên chậu tầm 50 năm trở lên là thừa, đúng không? Thế vậy là đầu tiên là tính gọi là chuẩn của cây cổ đầu tiên là đáp ứng được rồi, đúng không? Ngoài ra các cái điểm này, các cái điểm nu này, thì những cái nu này nó là cái nu tự nhiên, đúng không? Nó là những cái nu tự nhiên mà chỉ có những cây già thực sự thì nó mới có được những cái nu như vậy, đúng không? Thế thì vậy là từ những cái minh chứng như vậy thì các bạn sẽ kết luận ra là đây, hay là những cái vùng già này, nó nhăn này, vùng cành bé mà da nó nhăn này, đúng không? Nó chun này. Thế vậy từ những cái đặc điểm này các bạn kết luận là cây này là cây tuổi chậu ít nhất phải trên 50 năm, còn thực tế bao nhiêu không biết, đúng không? Thế vậy là cái tiêu chí đầu tiên về tuổi chậu là nó thoải mái để đáp ứng đây là cây cổ. Ok, cái thứ hai là dáng thế, cây này là cây phụ tử, đúng không? Một cây trực lớn và một cây tử nhỏ. Cây tử thì là tam đa, cây trực thì là ngũ phúc. Ok, thế vậy bây giờ chuẩn là dáng là dáng phụ tử và con tam đa trang ngũ phúc. Ok, xong. Thế vậy là theo thế của cây là đây là thế phụ tử chuẩn chỉ luôn. Ok, thế vậy là dáng cổ rồi, đúng không? Dáng thế là cổ rồi. Ok, tiếp đến vùng bông này. Đây các bạn nhìn này.
mỗi tay là một bông. Đó, thế thì vậy là cái bông ấy nó cũng là cái bông của lối cổ rồi, đúng không? Thế thì về cơ bản như vậy là các bạn kết luận là đúng, đúng không? Chia 50 năm tổ chậm, ok. Vậy thì tiếp tục ta đi gần mà. Những cái vùng này, cái vùng nuôi mầm thở để kéo nu, thì bây giờ là cái này là không bản nhé. Đây là cái hướng phát triển của cây, thì để cho cái thân nó đẹp hơn, cái này ok, không vấn đề gì. Các bạn nhìn cái răm, đúng không? Răm ở đây thì có những vùng răm làm mới. Đây, như vùng này là vùng làm mới này. Vẫn còn trẻ, đúng không? Cái răm này là răm làm cũng được rất lâu rồi, đúng không? Thế nhưng mà nhá, bây giờ các bạn nhìn này, cây thì nó vẫn cứ phát triển, đúng không? Kể cả có cây cổ thì nó vẫn là sinh vật sống mà, nó vẫn phát triển, vẫn sinh trưởng, đúng không? Mặc dù là nó sinh trưởng rất là sống, nó vẫn sống bình thường, phát triển rất chậm. Và vẫn có cái tình trạng là có thể có những cái răm nó bị chết, đúng không? Và vẫn có thể có những cái mà thay đổi hàng ngày, ví dụ như là xử như là đây này, cái mầm nó vẫn cứ mỗi tháng lại lên một đợt, đúng không? Ok. Thì cái việc mà cái vùng ngoài của cây ấy, nó trẻ là chuyện bình thường, đúng không? Thế nhưng mà ví dụ như các bạn nhìn hai cái vùng bông nhá, hai cái vùng gọng, gọng vùng này với lại vùng này, thì vùng này sẽ thể hiện là làm sau năm 70%. Và ví dụ 20 năm nữa cái vùng này nó già đồng bộ với vùng phía trong, đúng không? Ví dụ thế, thì nó vẫn lộ ra cái này là làm sau. Thì có nghĩa là một cái vùng nhỏ này nó ảnh hưởng cả một cái cây này, cái tính đồng bộ. Như cái vùng này này nó rất chuẩn. Đấy, rất chuẩn của cái cách làm của cây cổ này. Thế còn tại sao chuẩn ấy, thì các bạn xem lại cái bài mà COVID của tôi nhá, để các bạn hiểu. Thế thì vậy câu chuyện này, câu chuyện để mà cây này mà hoàn hảo 100%, thì bên đội kỹ thuật của bên chỗ nhà thông mơ phải làm gì? Phải xử lý lại những cái vùng này. Để làm sao ấy, nó giống như cái vùng này. Đây, cái vùng này phía trong này bị lộ. Đấy, đây này. Để tôi xem vùng nào chuẩn nhất. Bởi vì cây quý là cây nó phải đồng bộ từ trong ra ngoài cơ. Đấy, đây này các bạn nhìn này, đây, vùng này rất chuẩn. Đây ra chuẩn này, từ đây mới nó rồi. Đây mới này. Đấy. Thế thì vậy cái câu chuyện ấy là các bạn phải đã làm cây cổ mà đã muốn lưu giữ những cái cổ, thì các bạn phải chuẩn cổ, giống như kiểu là cổ vật ấy các bạn. Đồ cổ ấy, đồ bộ cổ nó phải là nguyên bản cổ ấy. Kể cả nó có xấu nó vẫn là đồ cổ, vẫn là giá trị, đúng không? Ví dụ sử như là các cái đồ gốm sứ này, đồ đồng này, đồ gỗ này, hay đồ đá này. Bây giờ các bạn cứ có một cái tác động mới vào thì giá trị nó bị tăng hay giảm? Nó giảm thì làm sao tăng được, đúng không? Thế thế bây giờ ví dụ cây nó là sinh vật sống thì nó vẫn cứ sinh trưởng, nó vẫn cứ phát triển, đúng không? Thế nhưng mà những cái mà làm mới của các bạn ấy, các bạn phải làm thế nào nó chuẩn theo cái cách mà ngày xưa cụ làm. Thì như vậy ấy, cái vùng mới nó ra có thể là giai đoạn ngắn hạn nó non, đúng không? Nhưng mà 10 năm, 20 năm sau nó già đi thì nó sẽ đồng bộ, nó sẽ đẹp, nó sẽ nguyên bản và giá trị của nó càng ngày nó sẽ càng tăng. Thế nên đây là những cái điểm mà theo như tôi, nếu tôi là cái người xíu của tác phẩm này thì tôi sẽ phải chỉnh. Đấy, những cái điểm này. Chắc chắn luôn. Chứ không bao giờ tôi để như vậy. Tất nhiên là lực của tôi thì không thể so được với chỗ nhà vườn thông mơ. Thế nhưng mà tôi góp ý vậy. Đây này, hay là vùng từ trong này ra này.
từ trong ra đến đây rất chuẩn, đây rất chuẩn, ra đây là không chuẩn. Đấy, thì có nghĩa là từ đây hát lại là cốt cũ, còn từ vùng này ra là bị làm mới này. Thế vậy là cái tính nguyên bản sẽ bị giảm. Ok, nhưng mà đây là cái vô, nó là một cái nhỏ của cây thôi, còn về cơ bản là cây vẫn rất giá trị, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà chỉnh được cái như vậy thì nó sẽ ổn hơn, đúng không? Cây nó sẽ hoàn hảo 100%. Ok, thì đấy là cây chuẩn theo, là cây cổ và chuẩn theo lối cổ. Thế tiếp, bây giờ đến cây mới theo lối cổ. Rồi ok, tôi sẽ ra bên này. Cây mới theo lối cổ nghĩa là sao? Cái cây nó bị non ấy. Nhưng mà bây giờ là các bác nhà vườn, các bác ấy làm theo lối cổ, tức là làm đúng theo chuẩn dáng thế cổ luôn, nhưng mà cái cốt nó non. Thế thì cái cốt nó non ấy, thì về sau nó sẽ già, đúng không? Về sau nó sẽ già, chuyện bình thường. Thế thì đấy cũng là một cái hay để lưu giữ lại những cái giá trị của các cụ ngày xưa. Đây tôi ví dụ như là cái tác phẩm Dối này. Đây, nếu mà các bạn nhìn cái tác phẩm này thì các bạn sẽ thấy là tuổi cây thấp, đúng không? Tuổi cây thấp, nếu mà nói 50 năm thì chắc không được, chắc chắn luôn, đúng không? Thế nhưng mà ở đây là bác người nghệ nhân mà làm ra cái tác phẩm này này, là người ta làm theo lối cây cổ và dáng cổ. Có nghĩa là sao? Đây là dáng long, còn đây là, nếu mà nhìn cái vùng này thì khả năng sẽ là long thăng này, đúng không? Hơi ngóc đầu mà, nếu long dáng thì phải trúc đầu. Cái phân biệt long thăng long dáng hơi khó nha, bởi vì là cái vùng, các vùng tây tán của long thì là cơ bản là làm thế này rồi. Thế nhưng mà như này là gọi là cây trẻ nhưng mà làm theo lối cổ. Cây này nó khoảng già, khi mà tuổi chậu mà từ 50 năm trở lên có thể sẽ gọi là cây cổ được, đúng không? Bởi vì khi cây đạt tuổi của cây cổ mà lại dáng thế chuẩn cho cổ thì hiển nhiên nó là cây cổ, đúng không? Đấy, đây là cái chuẩn của cổ này. Mỗi tay là một bông, một vùng bông, và bông quả tròn gồ lên phía trên. Đấy, và dáng này tuy là dáng long nhé, nhưng mà hình thức vẫn là cây trực. Đấy, rồi gọi là cây long ấy, nhưng mà dáng là cây trực. Bởi vì dáng trực nhé, là từ cái quả phúc này đến cái phần chân bệ này, là tâm của phúc với cái tâm của vùng chân bệ là đồng tâm, và về cơ bản sẽ ăn theo cái trục như vậy. Có thể đấy là dáng trực rồi. Đó, đấy các bạn hình dung chưa? Thế đây là cây gọi là cây non nhưng mà làm theo lối cổ. Đây là lối cổ nhá. Thế tiếp một cái loại nữa, đấy là cây cổ, gọi là cây già. Cây cổ, cây già mà làm theo lối mới. Đây, ví dụ là sử dụng cây này. Đó, cái cốt là cực kỳ già luôn, cực kỳ già, gọi là cây cổ, cây già mà làm theo lối mới. Thì đây, lối bốc tàn mới. Đúng không? Đấy, ít nhất là bây giờ các bạn nhìn cái cốt, là ví dụ như là như cốt như này thì các bạn phải nhìn, các bạn phải biết là cái tuổi chậu phải được tầm bao nhiêu năm, đúng không? Ít nhất tôi nghĩ là cái cây này tuổi chậu phải từ trên 50 năm trở lên rồi. Thế vậy là được đạt tiêu chí là cây cổ, đúng không? Và lối làm cây là lối mới, gọi là lối đương đại, coi là cái lối mà từ năm 1945 trở về đây là thay đổi cách làm so với trước năm 1945. Đấy, hay là đây, ví dụ sử như là cái cốt cây như này thì thừa là tiêu chí của cây cổ, đúng không? Gọi là tuổi, căn cứ vào tuổi. Nhưng mà cái lối làm thì các bạn nhìn đi, đúng không?
thì lối nhà các bạn comment xuống. Thế thì là tôi muốn đưa ra một cái như thế thì để cho các bạn biết là tôi thấy nhé, ở đây là cũng có một số các cái cây mà tuổi thì cực kỳ non, dưới 50 năm tuổi tuổi trậu chắc chắn. Dáng thế thì cũng trả theo dáng thế cổ, lối bông tàn cũng trả theo lối bông tàn cổ. Thế vậy tại sao các bạn vẫn cứ đặt tên rồi vẫn cứ truyền thông là cái cổ? Thế vậy nó cổ chỗ nào? Nó chả có cái gì chứng minh nó là cổ cả. Tuổi cũng không phải là cổ, tuổi trậu ấy. Dáng thế cũng chả phải dáng thế cổ. Lối cái gọi là đập vào mắt đấy là cái bông tàn cũng chả phải là cổ. Thế thì vậy tại sao các bạn lại gọi đấy là cổ? Không đúng, đúng không? Thế vậy các bạn như thế các bạn truyền thông sai. Và truyền thông sai các bạn coi thường bên chỗ người nghe cũng như là cái các khách hàng tiềm năng của các bạn. Hay là ví dụ sử như là những cây mà là những cây khai thác mà tuổi trậu có khi mười mấy 20 năm. Hay xong các bạn cũng truyền thông đấy là cây cổ. Đấy chỉ là cây già thôi. Đấy chỉ cây già. Không thể được gọi là cây cổ được. Người tuổi trậu nó ít. Đúng không? Thế còn là cây già mà làm theo lối mới thì các bạn cũng không thể gọi là cây cây chuẩn cổ được. Hay là cái cây đặc biệt là cái cây cây gọi là cổ thực sự ấy, tức là cái cốt cổ ấy. Cái cốt cổ mà các bạn làm theo lối mới, tức là lối ví dụ cái dáng thế, cái dáng thế với lại cái bông tàn nó không phải cổ thì các bạn không thể nói đấy là cây gọi là cây chuẩn cổ được, mà cây chỉ là cây cốt cổ. Thế xong rồi thì là cái lối là lối cách tân. Đấy, như vậy là tôi tản mạn mấy cái như vậy. Nói chung cái chủ đề này mà nói ấy, thì cũng khá động chạm đến nhiều người. Thế nhưng mà bây giờ nhá, bây giờ nói đi cũng phải nói lại, đúng không? Bây các bạn muốn người khác người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác, đúng không? Bây giờ nhá, các bạn ví dụ sử đơn giản là các bạn giới thiệu cá nhân thôi, tôi chưa nói là cái tên cây. Ví dụ sử nhá, các bạn giới thiệu là tôi công việc của tôi là tôi làm về nghệ thuật, đúng không? Ví dụ sử nhá, các bạn là nhạc sĩ, tôi là nhạc sĩ. Thế mà các bạn không, nhạc sĩ thì phải sáng tác, đúng không? Không cả đời không sáng tác được bài nào. Tức là từ lúc các bạn được sinh ra bây giờ chưa sáng tác được bài nào. Thì các bạn là nhạc sĩ. Thì có phải là tự nhiên coi thường cái người nghe không? Và tự nhiên hạ thấp cái bản thân của bạn đi, đúng không? Bây giờ nhạc sĩ người ta chỉ hỏi ra ba câu, các bạn chả biết gì về những cái nguyên lý cơ bản của nhạc lý. Thì người ta có thèm nói chuyện với bạn được không? Không, đúng không? Ok. Thế bây giờ tôi lại đặt tiếp một cái ý. Thế bây giờ các bạn giới thiệu cây của các bạn là cây cổ, đúng không? Người ta nhìn cây non tròn trẹt, thế thì người ta có thèm nói chuyện với các bạn không? Đúng không? Người ta cũng nhìn, người ta đánh giá chứ. Có phải là người nghe, người ngắm khách hàng người ta là gà đâu, đúng không? Thế bây giờ các bạn nói sai là chính các bạn dùng tay các bạn vào miệng các bạn, đúng không? Thế bây giờ các bạn muốn người khác người ta tôn trọng thì các bạn hãy nói thật. Tất nhiên là mình làm ăn buôn bán, mình kinh doanh thì mình không thể có một nó một, có hai nó hai, đúng không? Ví dụ sự nhỉ, các bạn biết là ở cây cổ quy định là tuổi trậu là phải 50 năm trở lên. Thì ví dụ sự cây của bạn nhìn hòm hòm 50 năm, đúng không? Bạn bảo cây 80 năm, ai mà người ta biết được, đúng không? Người ta không thể biết được. Bởi vì là khi người ta muốn biết, người ta phải đi tra cái lai lịch cái cây như thế này kia, mà có khi nhiều khi là chính các bạn sở hữu các bạn còn chả biết cái lai lịch của cái cây như nào. Đừng nói là cái người nghe hay là cái người khách hàng chuẩn bị mua, đúng không? Có nghĩa là mình có thể nói quá lên nhưng mình đừng nói bốc phét. Mình nói nó phải có cơ sở, đúng không? Hay là ví dụ sử như là cái cây mà các bạn đã truyền thông là cây này là cây cổ và chuẩn theo làm theo lối cổ, đúng không? Đấy, ví dụ sử như cái này.
Thì bây giờ các bạn, bây giờ người ta hỏi bạn luôn, thế bây giờ ông chứng minh cho tôi luôn là cái cây này là cây cổ làm chuẩn theo lứa cổ đi. Thế bạn chứng minh đúng không? Tuổi đây ok đúng không? Dáng là dáng phụ tử đúng không? Ok, bông tàn chuẩn chưa? Ok, quả phúc chuẩn chưa? Ok, xong. Thế vậy như vậy là ổn đúng không? Thế còn tất nhiên là trong cây nó còn có những cái gọi là những cái nhỏ mà nó không chuẩn chỉ 100% cũng chẳng làm sao. Tất nhiên nếu các bạn chuẩn được hết ấy, thì là ok, còn không thì vẫn ngon đúng không? Ví dụ sử như là cái đồ cổ này, nhiều khi nó nguyên bản thì ok, nhưng mà giả sử nó có hơi sứt một tí, hoặc là nó có hơi dạn tí, hoặc là hoa văn nó có hơi mờ một tí, thì đây là do thời gian nó làm như thế và chấp nhận đúng không? Hay là ví dụ cây cái vùng trong thì ok, cái vùng hơi một tí, cái vùng bên ngoài nó hơi mới, chuyện bình thường. Cây nó phát triển thì nó bên ngoài nó non là chuyện bình thường, chả vấn đề, không ai là bắt bẻ chuyện với các bạn đúng không? Thế nhưng mà ví dụ như cái cây mà cứ non chuột chuột, các bạn bảo là cây cổ, ai có thể nghe? Cái cây mà có tuổi chậu được có mười mấy năm, mặc dù tuổi cây có thể cả trăm năm, mấy trăm năm, nhưng tuổi chậu có mười mấy năm, các bạn chỉ nói cây là cây già thôi, ok, không ai người ta bắt bẻ bạn được. Nhưng mà các bạn bảo cây này của tôi cây cổ, cổ sao được một cổ, đúng không? Thế vậy có nghĩa đấy nhá, từ cái nói của các bạn nó thể hiện là cái trình độ của bạn, cái năng lực của các bạn hiểu về cái lĩnh vực ấy nó như thế nào. Nên tại sao người ta bảo như cái thằng khôn ấy là cái thằng nói ít, còn cái thằng dại là cứ bu ra nói lắm, càng nói lắm nó càng thể hiện là cái trình độ của mình đến đâu, đúng không? Còn cái thằng khôn ấy, nhiều khi là trình độ nó hơi kém một tí, nhưng nó cứ im, nó chả nói cái đấy, chả biết cái thực lực của nó ở nhà. Nên tôi nói thật với anh em, nhiều khi là như làm truyền thông như chúng tôi ấy, rất chi là khổ nhé. Không nói thì không làm được, đúng không? Mà nói mà kiến thức của mình còn kém, lộ ngay. Thế mới sợ. Thế nhưng phải chấp nhận thôi, nó là cái nghề, đúng không? Mà nhiều khi con người ta hơn nhau ở chỗ là có giao tiếp, đúng không? Mình giao tiếp được thì mới thể hiện được mình, người ta mới biết mình là ai chứ, đúng không? Nhiều khi cứ ngồi im làm sao ai biết mình là ai, đúng không? Thế nhưng mà nhiều khi mình phải lựa mình nói làm sao mà nó hợp lý thôi. Chứ nhiều khi nói mà cái mình nói ra mình không chắc ấy, nó rất nguy hiểm. Cái đấy tôi tản mạn cho các bạn một chút về cái vấn đề về các cái cổ. Thì tôi hy vọng là những cái cuộc triển lãm lớn sau ấy, là không bị cái tình trạng mà các bạn thứ nhất là giới thiệu lung tung, với thứ hai là các bạn đặt tên cũng lung tung theo cái ý là cứ cái gì nhét cổ vào ấy, đấy ý là như thế. Thế thì là cái chủ đề sau ấy, thì tôi sẽ nói về tản mạn vấn đề đặt tên, thì hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ. Thì cái sau ngày 15 tháng 5 thì tổ tư vấn về vấn đề kỹ thuật chúng tôi sẽ chính thức đi vào hoạt động. Thì mục đích lập ra tổ này là để hỗ trợ tư vấn và lên phương án khả thi để triển khai các cái cốt phô trời trưởng của bạn thành các cái cây hoàn thiện chuẩn chỉ có giá trị cao trong tương lai. Nếu các bạn tin tưởng thì mà các bạn có các cái cốt phô mà các bạn đánh giá đây là cốt phô trời trưởng giá trị cao thì các bạn hãy chụp ảnh quay xung quanh và gửi qua Zalo hoặc email của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá nếu mà có khả năng làm lên các cái tác phẩm hoàn thiện giá trị cao trong tương lai thì chúng tôi sẽ lên phương án chi tiết và mời các bạn lên trên vườn ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Thì chúng tôi sẽ ngồi làm việc trực tiếp với bạn và lên phương án cho bạn. Về các bạn cứ thế các bạn triển khai. Nếu trong trường các bạn không triển khai được thì chúng tôi sẽ triển khai cho các bạn và chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong suốt quá trình làm để các bạn có thể mang ra sân chơi thi đấu được. Hy vọng sự hợp tác của các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Xin chào.